Chào mừng các bạn đã đến với kênh The Anh LDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ với chuyện đốt của dự án Bull Doge Chain. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút Start để tra bot. Tiếp theo ta nút Continue, hoàn thành phần captcha. Các bạn nên làm các nhiệm vụ là join vào group Telegram. Join tiếp control, mở Twitter, follow Twitter, live tweet, mở phần profile ra, chọn don tiếp, copy username ngày tên ta, về đây. Cho vào kênh lớp 6. Bạn chờ tí nhé. Dùng máy iMac nó hay bị cái lỗi kiểu này. Rồi. Follow tiếp Twitter. Ở đây các bạn làm follow rồi thì không cần follow lại nữa, mình đã follow trước đó rồi. Chọn đôn này. Địa chỉ ví các bạn dùng ví Metamask hoặc là ví ETH ở trên chốt Connect, chúng ta paste vào. Xong. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ trình Europe của dự án Bull Doge Chain. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.